thánh gian mà ở lặng. Cầu cùng Đức Chúa Cha Thầm Thiên, đoàn Đức Chúa Giêsu tan thở cả tiếng rằng: Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm sao? Cho thiên hạ biết Đức Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng hết sức vì tội thiên hạ. Đoàn Đức Chúa Giêsu mượt mau thì kêu rằng: khát nước quán giữ liền lấy dăm đưa lên cho. Bây giờ người phán rằng đã đoạn ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ. Một kính kính mừng, thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên chớ bắt trước quân dù gieo lấy của Chúa cho uống. Ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa.
Chúa Trời